Xin chào mọi người nhé, em sẽ kể cho mọi người là cái mũi này của em đã làm bao nhiêu lần nhé. Câu chuyện nâng mũi phần 1. Có nghĩa là ngày trước là mũi em đã làm 4 lần rồi và 4 lần bác sĩ làm cho em đều bị hỏng. Lần đầu tiên thì bác sĩ làm cho em bị lệch hết khoang, có nghĩa là mũi em đang như này và lệch hết sang một bên luôn. Và lần thứ hai cũng là bị lệch khoang tiếp. Và lần thứ ba thì vẫn là lệch khoang và bị cao quá, với cả bị to quá, kiểu sống mũi to quá. Lần thứ tư thì bác sĩ làm cho em gần như là thủng đầu mũi luôn và em phải đi bệnh viện gấp trong vòng 1 tuần để em tháo cái mũi cũ đó ra. Đó. Và phải mất thời gian đó là tầm hơn 1 năm thì em mới làm lại dáng mũi này. Và mũi này thì là em trai em lưng cho nhá. Mọi người hay hỏi em là tại sao mà mũi chị có thể lưng được như này như này? Bởi vì sao? Trên cái khoang này của em bị rỗng. Là bị rỗng thật, vì là ngày xưa là em đã làm rất là nhiều lần và nó quá là rỗng và bị lệch khoang nhiều á. Nhưng mà đến hiện tại thì em cảm thấy khá là hài lòng với cái mũi này, vì là cái mũi cũ của em, gốc mũi cũ của em cũng rất là cao rồi á, thế là em có thể lưng cao thế này hoặc cao nữa, cao